Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 6 loại cây tuyệt đối không được trồng trong nhà nếu muốn hút lộc và hút may mắn nhé. 6 loại cây tuyệt đối không trồng trong nhà nếu muốn hút tài lộc may mắn. Trong phong thủy, một số loại cây có thể mang tới vận xui cho người sở hữu chúng. Chính vì vậy, để hút tài lộc trong năm 2020, bạn nên tuyệt đối không nên trồng những cây sau. Cây dâu. Sách siêu thần ký chép rằng có một người tên là Bảo Viên, vốn nhà nghèo khổ, ốm lên ốm xuống, bèn mời thầy về bói quát. Sau khi gieo quẻ, thầy phán rằng ngôi nhà của Bảo Viên có vấn đề, phía đông bắc. Nó là cây dâu lớn, phải chặt cây dâu này đi mới khỏi bệnh được. Từ xưa đến nay, dân gian vẫn lưu truyền quan niệm kiêng trồng dâu trước cửa nhà. Thực ra, dâu là cây hữu ích, từ lâu đã gắn bó với con người. Từ thời xa xưa, người ta đã biết trồng dâu nuôi tằm lấy tơ dệt lụa. Ngay cả trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, lụa tơ tằm vẫn là một chất liệu giá trị trong lĩnh vực may mặc. Vậy tại sao người ta lại kiêng trồng dâu trước cửa? Có lẽ mấu chốt vấn đề ở chỗ, trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tang ma là biểu hiện của chết chóc. Vì vậy, trồng dâu trước cửa chẳng hóa ra là ngóng tang ma sao? Bởi vì hung thần chủ trì việc chết chóc, tang ma khóc lóc còn gọi là tang môn thần. Còn theo sách Hán Thư thì ở nước Vệ có bãi dâu ven sông Bộc. Trai gái thường tới đó tụ tập hát gợi chuyện không đứng đắn. Vì vậy, người đời còn coi cây dâu là biểu hiện của quan hệ bất chính giữa trai và gái. Ra tuồng trên bộc trong dâu thì con người ấy ai cầu làm chi? Chuyện Kiều Nguyễn Du. Vì vậy, cây dâu người ta chỉ có thể trồng sau nhà mà không trồng trước cửa. Ngoài ra, trong dân gian, cây dâu còn được dùng để trừ tà ma. Muốn thịnh vượng, gia đình gặp nhiều may mắn thì tuyệt đối không nên trồng cây dâu trước cổng nhà. Xương rồng. Xương rồng là biểu tượng cho một điểm xui, chuyển gừ. Nhờ vào sức sống mãnh liệt mà xương rồng được trồng để xua đuổi âm khí và tà ma. Nó không thích hợp cho những ai muốn có tài lộc ngõ cửa. Trong phong thủy, hình dáng của cây xương rồng thuộc vào loài đặc biệt. Thân phát triển hướng lên trên giống như xương của con rồng, với ý nghĩa mang đến sức mạnh, có tác dụng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài. Vì thế, nó là một trong những cây có tác dụng hóa ung cao nhưng lại cực kỳ cấm kỵ khi bài trí trong nhà. Bạn chỉ nên đặt xương rồng ở ngoài cửa, như vai trò của người canh gác, bảo vệ bạn khỏi những năng lượng xấu, ngăn không cho chúng xâm nhập vào nhà. Xương rồng là cây nhiều gai nhọn, những mũi nhọn của nó chĩa vào người thì sẽ tạo ra khí xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ. Chưa kể việc tập trung quá nhiều gai nhọn trên thân cây khiến nó luôn bị bao bọc bởi sát khí. Đôi khi xương rồng nở hoa, nếu trồng xương rồng mà nở hoa, được coi là điềm lành vì hoa của nó mang năng lượng tốt, nhưng không đủ sức để áp đi năng lượng xấu của những chiếc gai nhọn. Bày xương rồng trong nhà gia chủ dễ bị bệnh tật, mất mát tài sản, tình cảm trục trặc, cô đơn. Nếu bày trong văn phòng công ty sẽ khó phát triển, người đứng đầu cũng không sáng suốt, thường bệnh tật và tài sản công ty dễ mất mát. Tuyệt đối không để xương rồng trong phòng tân hôn. Các loại thực vật có gai chủ yếu là hoa hồng, xương rồng, thường được trang trí trong phòng tân hôn. Tuy nhiên, theo phong thủy, những chiếc gai nhọn mang hàm ý đối đầu, ăn miếng trả miếng. Điều này khiến cho vợ chồng dễ gây tổn thương cho nhau ở mức độ nhẹ, không bao dung nhẫn nhịn và rất nhiều điều bất lợi khác liên quan đến cảm xúc. 3. Cây liễu. Xét về quan điểm hình thể, phần trước của ngôi nhà minh đường luôn cần sự quang đãng, sáng sủa, tránh bị che chắn làm giảm tầm nhìn, ngăn cản sự lưu thông của sinh khí vào đại môn cửa chính. Cây lá loa xoa trước nhà theo phong thủy như vậy tức là mộc khắc thổ, nếu cây to sẽ có rễ lớn ăn vào đất ảnh hưởng đến nền nhà, đi lại sẽ bị va vấp. Loại cây nhiều lá thì lá rụng đầy sân, bóng râm che khuất khiến nhà thiếu ánh sáng mặt trời, như vậy gia chủ gặp nhiều điều bất lợi. Cây liễu được trồng nhiều bên bờ hồ nhưng khi trồng vào khuôn viên nhà với diện tích đất nhỏ, không đủ độ thoáng, thiếu mặt nước rộng tạo độ ẩm để cây phát triển tốt, thì từ liễu rủ nó sẽ dễ trở thành loa xoa rũ rượi không đẹp mắt. Đa phần nhà ở truyền thống của cha ông ta đều quay về hướng nam hoặc đông nam là hướng gió chủ đạo. Cây có nhiều lá trồng trước nhà sẽ cản trở gió lành, vì thế trước nhà chỉ nên trồng cây kiểng hoặc cây mảnh, sáng cao lá sáng, cau dừa cành. Sau nhà là những cây lá dài rậm như chuối bàng để che bớt gió lạnh phương Bắc và Đông Bắc. Ngoài ra, trong dân gian, cây liễu trồng trong nhà sẽ mang tới nhiều điểm gờ, khiến cho tiền của hầu đường con cái khó khăn. Đó là do liễu thuộc phần âm, nó dẫn dụ khí âm tới nhà, làm cho âm thịnh dương suy. Từ liễu nghe gần giống như lưu tức là đổ đi chảy đi. Vì vậy, nếu không muốn tài sản đổ xuống sông, xuống bể thì chớ trồng cây liễu trong nhà. Cây dương. Cây dương thường được người chơi cây cảnh thích và lá cây xanh tán rất đẹp.
Tuy nhiên, cây dương là loài cây cành lá xum xuê rậm rạp, vì thế khi gió thổi sẽ khiến cây kêu lên từng trận ào ào như thế, nên người ta cũng cho rằng cây dương dễ dẫn dụ ma quỷ đến nhà. Nó được cho là không may mắn cho gia chủ. Cây bách. Cây bách bốn mùa xanh tốt và có sức sống mãnh liệt, vì thế loài cây này vốn dĩ là loài cây rất may mắn. Tuy nhiên, điều không ổn là người ta thường trồng loài cây này ở các mộ phần còn gọi là cây nấm mộ. Chính vì lẽ đó nên người ta cho rằng đây là loài cây không tốt lành và là một loài cây đặc biệt phải kiêng kỵ. Cây đa. Cây đa được coi là loài cây không dung nạp con người. Gốc và rễ loài cây này thường to và thô, sẽ khiến cho địa hình đất đai lồi lõm, gây ra sự mất cân bằng cho ngôi nhà. Đa thường được trồng ở đền thờ, miếu, những nơi mang ý nghĩa tâm linh. Trong dân gian, gốc đa được cho là nơi cư trú của ma quỷ. Loại cây này đặc biệt kiêng trồng trong nhà vì nó được cho là dẫn dụ ma quỷ về nhà và làm cho mất cân bằng của ngôi nhà. 10 loài cây có tác dụng thải khí độc trong nhà. Phương thuốc cho cuộc sống khỏe mạnh đơn giản mà hiệu quả là trồng cây xanh trong nhà để thanh lọc không khí. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh phong cách sống xanh trong chính ngôi nhà của bạn mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe, giúp giảm stress, cải thiện tâm tính. Những loại cây cảnh sau rất dễ trồng và chăm sóc, đặc biệt chúng còn có khả năng loại bỏ một lượng lớn bụi bẩn, độc tố, giúp không khí trong nhà bạn luôn trong lành và thanh sạch. Cây trầu bà. Cây trầu bà còn có tên gọi khác là vạn niên thanh, hoàng tam điệp. Cây trầu bà dẫn đầu trong danh sách các loại cây có khả năng thanh lọc chất formaldehyde và benzen trong không khí. Formaldehyde được tìm thấy trong đồ nhựa, giấy nến, giấy sáp, giấy lau mặt, khăn giấy, ván ép, gỗ dán, vải tổng hợp. Tiếp xúc chất này trong thời gian ngắn có thể gây dị ứng ngứa mũi, miệng và họng. Một số trường hợp nặng có thể sưng thanh quản và phổi hoặc gây bệnh về da. Còn benzen thường được sử dụng để làm nhựa tổng hợp, nhựa, dầu công nghiệp, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, sản phẩm làm sạch. Benzen còn được tìm thấy trong khói thuốc, keo dán, sơn và sáp thực vật. Người tiếp xúc với benzen trong thời gian ngắn có thể bị dị ứng mũi, buồn ngủ, chóng mặt, tim đập nhanh, đau đầu, lú lẫn và một số trường hợp có thể bị bất tỉnh. Do vậy, trồng cây trầu bà trong nhà đồng nghĩa với việc bạn đã có một chiếc máy lọc không khí tự nhiên vô cùng tốt. Cây trầu bà sống lâu và có tốc độ phát triển sinh sôi nhanh chóng. Đặt cây cạnh các thiết bị điện tử, cây còn có tác dụng hấp thụ các chất phóng xạ phát ra từ máy tính, TV, máy in. Cây lô hội. Cây lô hội còn gọi là cây nhà đam, có khả năng thanh lọc không khí, giải phóng oxy, hút các khí có hại cho cơ thể như carbon dioxide, CO, aldehyde formic, carbonic. Ngoài ra, cây lô hội còn có tác dụng hút bụi bẩn, tiêu diệt các loại vi khuẩn trong không khí. Đặc biệt, cây lô hội còn có khả năng hiển thị lượng ô nhiễm trong không khí vượt quá mức cho phép thông qua những đốm nâu trên thân cây. Khi bạn thấy lá cây xuất hiện quá nhiều đốm nâu, chứng tỏ cây đã hút khá nhiều chất độc hại. Bạn có thể mang cây ra cửa sổ nơi có nhiều ánh sáng mặt trời để cây phát triển tốt trở lại. Bạn có thể trang trí chậu lô hội trên bàn làm việc, phòng tắm, nhà ăn đều phù hợp. Hoa đồng tiền là biểu tượng của mùa xuân, chúng cũng rất hữu ích trong việc lọc khí benzen, thường có mặt trong nhiều loại sơn. Vì thế nếu bạn vừa sơn lại phòng, nên đặt một chậu hoa đồng tiền để loại bỏ các hạt benzen lơ lửng trong không khí. Hoa cúc. Màu sắc rực rỡ của hoa cũng chắc hẳn đã đủ khiến bạn thấy hào hứng để đặt một chậu hoa trong nhà đúng không? Thế thì hãy làm ngay đi vì không chỉ đẹp mắt mà nó còn loại bỏ các loại khí độc như amoniac, xylen, benzen trong không khí. Một lưu ý khi chăm sóc cây hoa cúc là nên đặt chậu cây gần cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên dù đẹp và tốt như vậy nhưng vì đây là cây có hoa nên chỉ có thể chọn nó theo mùa chứ không thể để quanh năm như loài cây hút khí độc khác. Cây lưỡi hổ. Không thể không nhắc tới cây lễ hổ khi nói đến các cây hút khí độc. Có thể nói đây là loại cây lấy độc trị độc bởi nó có thể gây ngộ độc nếu như bạn ăn phải, nhưng lại có công dụng trong thanh lọc không khí. Lưỡi hổ dễ trồng và chăm sóc nên phù hợp cho những ngại ít thời gian chăm cây và đặc biệt là được sử dụng nhiều làm cây cảnh trồng trong văn phòng. Lưỡi hổ lọc được khí formaldehyde, chủ yếu có trong hơi từ các sản phẩm vệ sinh cá nhân nên bạn có thể đặt nó ở gần khu vực nhà tắm. Ngoài ra đặt cây lưỡi hổ trong phòng làm việc cũng rất tốt bởi nó hút bớt các tia bức xạ từ máy tính, hạn chế tổn hại đến mắt cũng như da của bạn. Vạn niên thanh. Vạn niên hay còn gọi là vạn niên thanh leo là một trong những loại cây hút khí độc dễ trồng và chăm sóc. Cây này có thể lọc cực tốt các khí độc như benzen và formaldehyde. Đặc biệt vạn niên không cần nhiều ánh sáng, vẫn sinh trưởng tốt trong bóng râm nên thích hợp đặt trong văn phòng, trong phòng khách hay sảnh tòa nhà. Tuy nhiên bạn cần lưu ý vạn niên là cây hút khí độc nhưng cũng là cây có độc. Vì vậy, cây cần được giữ xa tầm tay trẻ em và thú nuôi trong nhà. Cây cỏ cảnh.
là dạng cây thân cột với lá xanh bóng xòe to, có cảnh thường được trồng trang trí trong không gian sảnh các tòa nhà, văn phòng hay ban công, phòng khách. Nó lọc được các khí như benzen và formaldehyde, trichloroland, hóa chất dùng trong giặt khô. Vậy nên những tiệm giặt là phòng giặt, phòng chứa quần áo thì nên đặt loại cây này nhé. Cây huệ bình ăn lan ý. Còn có tên gọi khác là huệ bình, cây lan ý là loại cây bạn sẽ bắt gặp ở nhiều nơi. Nó có khả năng hút các chất độc hại như benzen, formaldehyde trong không khí. Lan ý cũng hấp thụ các trường năng lượng bức xạ nhân tạo từ thiết bị điện tử như đồng hồ, máy tính, điện thoại, TV, lò vi sóng. Vì vậy bạn nên đặt cây này trong phòng khách hay phòng làm việc. Ngoài ra, lan ý cũng là một loại cây thủy sinh để bàn đang được ưa chuộng. Loại cây này đứng đầu trong bảng danh sách các loài cây lọc sạch không khí của cơ quan vũ trụ Mỹ NASA. Không chỉ hấp thụ formaldehyde, benzen và trichloroethylene, nó còn hấp thụ cả xylene và toluene, hóa chất tìm thấy trong dầu hỏa. Cây này cũng có tác dụng tốt cho những ai bị mất ngủ mệt mỏi. Cây sống được trong bóng râm và chỉ cần tưới nước một tuần một lần, vì thế là lựa chọn tốt cho những người không có thời gian. Vì hấp thụ được nhiều hóa chất nên nó có thể đặt ở bất cứ đâu trong nhà. Vì các loại cây hấp thụ hóa chất từ đất nên chúng sẽ làm việc tốt nhất khi các lá dưới cùng được xén bỏ để lộ ra bầu đất. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách để lại comment phía dưới. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin bổ ích về phong thủy và tâm linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.